tên tiến sĩ cuối cùng của tộc Dơzin đã chết. Một bộ tộc đã bị tiêu diệt. Not a single source of energy left. Well, except for our little hostage, of course. For now, let's prepare the view for our precious guest. He's here. Seems like you were betrayed by your own allies. Such a sorry trap. Cầm mồm đi. I don't need to convince you by words. Actions show everything. Clocks always prioritize themselves over others. And yet, you decided to trust them anyway. Did it cost your vow, your everything? Cuối cùng ông cũng về. Tất cả là tại tôi. Xin lỗi mọi người. Điều này thật khủng khiếp, tộc Dơzin đã. Chuyện gì thế anh bạn? Tôi biết là anh đang đau khổ, nhưng mà không buồn rồi. Tại sao bọn mày lại làm thế? Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu. Chúng mày coi tao là thằng ngu sao? Tao sẽ tiêu diệt hết bọn mày.